anh đổi đó, nón đó là sợ đổi nón là không có bụi vô mặt mà nó hầm như vô cái lò than cái đó, nó hầm quá quá gì mà cưa luôn ha anh Tùng. Cái tôi lấy cái giùm cái áo lầu hôi bên đó kìa nha. Này mang cái nồi cơm tiền này bị nó chơi cao xuống là mình phải cắt nhỏ nhỏ cho hơn, nó nguy hiểm lắm. Đền đền cái đền cho ta cái nồi này tại ngay chỗ này không. Hôm nay anh cùng thưa cô vua này có đổi nó không? Oh.
con tới đọt rồi. Cái phong này là phong ngọn của nó rất là non. Vì trời mưa đó nên nó hơi trơn mọi người ơi. Mới vừa tạnh mưa nên là anh Tùng còn cái đọt nó rất là còn non á, với lại hai là nó trơn tại vì trời mới vừa tạnh mưa. À, anh Tùng kia kéo cây sứa lên, kéo cây sứa lên, anh Tùng sẽ cưa những cái nhánh. Đưa tới cái đọt thật nhiều. Cái này nó tắm không anh? Cao. Xe mà có phần hồi hộp luôn á.
Cua rất là nặng luôn á.
Để cao hơn chút nữa. Không chạy nó đúng, không sao. Cái này để luôn ha. Dạ để nữa để chân làm. Cái này nó hơi nghiêng chút nè. Hơi nghiêng. Xuống này chút xíu rồi bên đây xuống chút nữa ha. Dạ không, bên đây vậy được rồi. Bên đây cắt ngay là không? Dạ cắt ngay bên đó em cái nữa này. Cây cao vua mình cũng xin kết thúc video tại đây, xin cảm ơn mọi người rất nhiều.